Công ty cổ phần xây dựng Cotecon, CTD. CTD có tiền thân là Công ty cổ phần xây dựng Cotec được thành lập vào năm 2004. Công ty hoạt động trong lĩnh vực thi công, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng. Công ty đã tham gia thi công các công trình lớn như nhà máy bia Sài Gòn Củ Chi, trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn, khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp Nam Hải Resort, Life Resort Hội An, Sanctuary Hồ Tràm Resort, The Manor Thành phố Hồ Chí Minh, The Manor Hà Nội. Cổ phiếu CTD chính thức được niêm yết trên sàn HOSE trong năm 2009. Điều gì tạo nên siêu phẩm CTD giai đoạn 2015 đến 2017? Yếu tố ngành. Trước thời điểm 2010, việc thi công những tòa nhà chọc trời đều nằm trong tay các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các nhà thầu Hàn Quốc. Năm 2012, thị trường bất động sản nằm trong tâm xoáy khủng hoảng. Giai đoạn này, tỷ suất lợi nhuận mảng xây dựng dân dụng liên tục sụt giảm do giá đấu thầu giảm. Từ năm 2013, một vài nhà thầu nội, trong đó có Cotecon và Địa ốc Hòa Bình đã đảm đương được vai trò tổng thầu hoặc nhà thầu chính ở những dự án cao tầng, có độ khó cao. Năm 2014 đến 2015, thị trường bất động sản bắt đầu hồi phục, là mốc thời gian quan trọng để các doanh nghiệp xây dựng trong nước tạo hướng đi riêng trong chu kỳ phát triển mới. Ngành xây dựng có sự đột phá mới với việc áp dụng công nghệ Design and Building. Tình hình hoạt động kinh doanh. Năm 2014 được xem là cột mốc mới trong chiến lược phát triển của Cotecon, được đánh dấu bằng dự án phức hợp Mastery Thảo Điền. Đây là một trong những dự án lớn mà Cotecon thực hiện theo hình thức tổng thầu thiết kế và thi công. Theo ông Nguyễn Bá Dương, chủ tịch CTD, tính toán rằng triển khai mô hình Design and Building sẽ giúp giảm thiểu chi phí, tiết kiệm ít nhất 10% chi phí cho chủ đầu tư và 30% thời gian thi công. Về phía doanh nghiệp xây dựng, lợi nhuận thu về cũng sẽ cao hơn phương thức khác tối thiểu 3%. Trong năm 2015, doanh thu, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lần lượt tăng 79% và 103% so với năm 2014. CTD lại lớn ký được 50 hợp đồng lớn bao gồm dự án ngắn hạn và dài hạn, kèm theo đó là đẩy mạnh mô hình Design and Building. Cách nhận diện cơ hội đầu tư. Ý tưởng đầu tư xuất hiện khi bạn nhìn thấy chuyển động ngành xây dựng, chu kỳ ngành bất động sản hồi phục, qua đó các công ty xây dựng sẽ hưởng lợi trước tiên. Khi có yếu tố trọng yếu trong ngành thay đổi, công nghệ hay mô hình mới, cùng với đó uy tín của công ty ngày càng nâng lên, số dự án trúng thầu đột biến. Theo dõi lợi nhuận, quý 2 năm 2015, lợi nhuận sau thuế của CTD bắt đầu tăng trưởng mạnh 74%. Bạn nên đặc biệt quan sát cổ phiếu và định giá lại cổ phiếu tại thời điểm đó. Theo dõi dòng tiền vào cổ phiếu, tháng 7 năm 2015, sau khi có kết quả kinh doanh quý 2 năm 2015, dòng tiền vào CTD tăng mạnh mẽ, giá cổ phiếu cũng bắt đầu tăng. Đó là thời điểm tốt nhất để tham gia đầu tư. Kết luận, thường xuyên nghiên cứu chuyển động ngành và định giá lại các công ty được hưởng lợi sẽ giúp nhà đầu tư thu lợi nhuận rất lớn. Khi chuyển động ngành qua đi, doanh nghiệp đã hết lợi thế và lợi nhuận sau thuế không tăng trưởng, và đặc biệt khi có yếu tố trọng yếu như mâu thuẫn cổ đông nội bộ, gây ảnh hưởng hiệu quả kinh doanh của công ty, nhà đầu tư nhanh chóng chốt lời và chờ đợi chuyển động ngành khác là chiến thuật đầu tư đem lại tỷ suất cao và an toàn. Học viện Cổ phiếu Trường Money chúc các bạn đầu tư thành công.